Xin chào mọi người. Hôm nay em lại tiếp tục lên và hàng giao để phục vụ cho mọi người. Thì hôm nay thì hơi đặc biệt tí xíu là giao hôm nay là hoàn toàn là giao mới, không có giao cũ. Thì hàng này là cũng là em đặt vào lúc trước của gia đình á. Thì ở bên bên Nhật á đem về, nhưng mà cái đợt dịch dính cái lô hàng á, rồi em bị giam lại ở đây cũng 1 tháng mấy 2 tháng rồi. Đợt đó em mua mấy dao thái bản to với lại chặt gà nhẹ với lại dao chặt thôi. Mà nay tới nay mới về. Thì hôm nay em mới ra mới nhận hàng hôm qua rồi. Thì hôm nay em mới làm clip đăng lên, thì có thời gian em làm clip đăng lên. Với lại nay em có sưu tầm được một cây dao cũng khá lớn to, đó là một con dao đệ ba. Thì đợt trước em có một con, bán một con rồi. Thì lâu thì có thêm con nữa. Con đợt trước có 27 nhưng mà con này tới 30 lận. Rồi. Như mọi thường thì mọi người xem kênh của em á, nếu thấy hay hoặc là bổ ích gì đó, hoặc là phục vụ cho nhu cầu bấm nút của mình á, thì có thể bấm nút đăng ký kênh của em và nhấn cái chuông kế bên á, nhận những video mới sau này em đăng lên. Thì có thể hôm nay chắc mọi người có thể sẽ không phù hợp với mọi người về nhu cầu, cũng như có thể là giá tiền, giao đó giá tiền vậy vậy, hoặc là mọi người không phù hợp với lại công việc gia đình ở con dao này không sao đó. Thì nhưng chắc chắn về sau này thì cũng sẽ có một cái clip video nào đó, thì mọi người xem mọi người sẽ thấy phù hợp gia đình mình, thì mọi người sẽ mua ủng hộ em. Rồi thì hôm nay em chỉ có ba mà chỉ có mấy cái cây này thôi, cho nên em không có đề mã ha, nên em chỉ nói là trực tiếp luôn. Rồi, bây giờ em vô giới thiệu cho cây đầu tiên ha. Cây đầu tiên là một cây đề ba. Đây là con đề ba nè. Đợt trước em có một con em bán, nhưng mà con kia là 27cm. Con này tới 30 lần. Ở trên cái hộp nó có ký hiệu đang nha mọi người. 30cm luôn. Thì cái con này là thép không rỉ. Thì cái con này em cũng có tra được thông tin hãng của nó rồi. Thì để em đọc cái tên hãng của nó ra. Thì con này nó chưa in logo. Có con hãng của nó, cái con mấy con trên hãng của nó thì nó có logo rồi, nhưng mà nó có 21-24 thôi. Thì mấy cái con đợt mà 27-30 này thì không biết là do nó quá lớn hay là đại khái nó có bị lỗi gì nhẹ đó, thì nó không có logo và nó đưa ra thị trường, đưa về thị trường ở hàng Việt Nam của mình. Thì mấy con dao này thì em mua thì cũng qua một người rồi, thì người ta bán lên thôi, nhưng mà chắc người ta cũng ôm lô cũng nhiều á, nhưng mà chắc bán cũng gần hết rồi, nên em mua được có một cây này thôi. Thì cái con này là đề ba này là hãng của nó là Genka Mitsu nha mọi người. Này là thép không rỉ. Thì mấy con thường mấy con dao đề ba nè mà nó bự như vậy á, thì mọi người làm mấy con cá lớn, cá ngừ đại dương hay là cá bự á. À, với lại cái con này á, thì em nghe được một cái anh đi biển á nói á, không thường đi biển á là muối mặn dữ lắm. Thì cho nên nó sử dụng mấy cái thép mà không rỉ á, đi thì biển nó rất là tốt. Thì với lại con này đi biển á, là cho những ai mà đi biển á, mua mấy con này đề ba này làm cá lớn á, trời cũng quýt lắm á. Và với lại anh nói cái cán của nó này hả, giả được luôn nha mọi người, đâm luôn á. Đó. Đó là anh chỉ em á, chứ em cũng không có biết. Anh nói cái cán này là mọi người đâm hành tiêu cỏ ớt gì luôn á, cũng được luôn á. Để em đo lại chính xác coi đúng không nha. Tại vì nó 30 em nghĩ chắc đúng rồi ra mà. Nè đúng rồi, 30 xăng ha. Và bản con này là 7.5 nha mọi người. Bản 7.5 á. Và đồ dày con này là 5 ly. Thì dao này là dao mới mà, dao mới hoàn toàn luôn. Còn trong hộp đầy đủ luôn nha mọi người. Nè. Nhìn cũng nhìn gấu thiệt chứ. 30 xăng nhìn nó to kinh khủng luôn. Cán cầm cũng đã nè. Con này em nói chặt gà vịt của mình cũng được nữa. Nhưng mà thật sự thì gia đề ba thì chỉ nên làm cá thôi. Còn mọi người về sử dụng, nếu mà có sử dụng chặt thì nhẹ nhẹ thôi ha. Nhưng mà em chắc là này chắc chắn này là đâm hành tỏi hết được luôn này mọi người. Rồi, cái con đề ba này em bán với giá là 1.1 triệu. Cho một con full hợp, cho một con full hợp 1.1 triệu nha. Rồi, đây là con dao thái bản to nha mọi người.
Đây con dao thái bản to của Nhật luôn á. Nè em cho mọi người coi nha. Nè. Đó. Đây con dao thái bản to của Nhật. Rồi để em bây giờ em sẽ khui hộp nó ra. Khui hộp em nó. Thì em ở bên bển á thì người nhà cũng bển thì nói cũng có mua về xài, nói có thể chặt được gà vịt luôn nha mọi người. Chặt nhẹ gà vịt được luôn á, chặt gà vịt công nghiệp á chặt được luôn. Còn gà mà giống như gà đá hay là gà nầu gì đó gà là chưa có thử nên em không biết. Nhưng mà chặt gà vịt nhẹ là ok hết. Gà cứng gì vậy ta? À nó có dán một cái lớp kẹo dưới cái cán. À đó. Đây. Rồi đây em đo kích thước nha. Con này là dao mới hoàn toàn nha mọi người. Chưa sử dụng nha. Rồi. Con này là lưỡi của nó là 17.5 nha mọi người. Lưỡi nó 17.5 nè nha. Và bản của nó là bản rộng nhất của nó là gần 9 cm, 8,8 á. Và độ dày con này là 2,5 ly nha mọi người. Để em đo chính xác coi. 2,5 ly gần 3 ly á. À. Đó, con này thì cho gia đình sử dụng là good luôn nè, cho mấy bà xã nhà giờ hay là bản thân mình xài đó, vừa thái vừa chặt luôn. Thì em cầm thì không con này chắc cũng khoảng 400 gram á. Đây là hàng mới nha mọi người. Chứ không phải là hàng sử dụng rồi đâu nha. Mà cũng không phải là hàng bãi đâu nha. Hàng này đem từ bên bển về nè. Còn cái hộp trong đây luôn nè. Đây là hai con dao chặt. Đợt này em, đợt trước em mua là em chỉ có mua khoảng 5 con dao này, 5 con dao thái bản to này với lại hàng dao chặt thôi. Em chỉ mua về thử để bán thử cho mọi người. Với lại phần dao chặt thì bán thì nếu mà ở mấy thì em giữ lại một con em xài cũng được. Hai chốt. Cái này có miếng keo dán của nó nãy em bóc lên đó. À, mọi người xem ha. Mới hoàn toàn. Đây là cái ốp của nó. Con này thì là thép không rỉ nha mọi người. Dao mới và bén ha. Nhưng mà dao mới thông thường thì em biết là em cũng mua dao mới của Nhật rồi. Nó không có bán lắm. Mọi người muốn bán thêm thì về sử dụng thêm, mài thêm á. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà cho vợ sử dụng gia đình đó, thì bén vừa thôi ha. Đàn ông mình nếu mà mình đã mài bén dao rồi á thì mình khi mà mình mài bén á thì mình cũng có thể là control được khi mà mình sử dụng. Còn vợ mình á mà mài bén rồi mình không có biết cái vợ thì nhiều khi thái đồ ăn hay gì á nhanh quá là coi chừng đứt tay á. Rồi. Thì con dao thái bản to này với lại chặt nhẹ gà vịt được á thì em bán với giá là 900 nha. Thì cái giá của em nhập bên bển về á, chứ lại phần là đem về thì gia đình mua á, thì nó cũng được giá tốt cho nên em bán giá cũng mềm cho mọi người sử dụng. Thì em bán với giá 900 nha mọi người. Trời, còn giờ thì em chỉ có 5 cây thôi. 5 cây thôi. Rồi nếu bán hết, nếu mà em nếu mà đánh giá khách hàng ok á thì em sẽ đặt thêm đợt sau á. Em sẽ đặt thêm nhiều á. Với lại em cũng đang tìm mấy cái mặt hàng giá bình dân một tí thì về phục vụ mọi người. Ở người ở bên bển á thì em cũng chia sẻ luôn, thì gia đình bển á nói ở bên bển á người Nhật á họ sử dụng dao thủ công á, là những con dao em bán giống như đề ba mấy dao thủ công á là giá dao đó rất là mắc, và thậm chí dao cũ bên bển họ cũng bán rất mắc luôn rồi mọi người, không có rẻ đâu. Cho nên nhiều người đừng có nghĩ là dao bả dao thủ công mà sao bán mắc quá nha. Thì thực chất ra là nếu mà ai mà thật sự ở trong Sài Gòn á, em chỉ luôn ra bãi quốc lộ á, thì mọi người cứ đi ra ngoài mọi người hỏi con dao thi rồi mọi người sẽ biết giá trị và giá như thế nào thôi. Thì còn nhiều khi thì em bán ở trên đây á, rồi công sức mình làm rồi mình ấy nữa, không phải gì riêng gì kênh của em mà kênh của tất cả mọi người bán hàng ai cũng phải có công và cũng có lời chút xíu chứ, thì bỏ công ra mà. Quan trọng là mọi người thấy hợp lý thì mọi người mua thôi, chứ đừng có nói sao bán mắc quá rồi này nọ. Thì cái đó thì em cũng khuyên là nếu mọi người thấy mắc quá thì mọi người có thể trực tiếp em là dễ lắm, em chỉ ra trực tiếp ra đó là mọi người mua cứ lựa về và làm mà cứ sử dụng thôi, không sao đâu. Rồi
Còn kế tiếp là nãy em đã nói quên rồi, không biết con này em nói là giá 900 nha. Rồi ok. Ai ai chốt hàng á thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho em nha. Hoặc là nhá máy đi em sẽ gọi lại. Điện thoại em sử dụng thuê bao cho nên gọi vô tư. Nói chuyện vô tư luôn. Rồi ok. Đây là con dao chặt nha mọi người. Đó, cái hộp của nó nè. Này có hai cây thôi. Nè, còn trong bao nữa. Còn trong bao một cây nữa. Thì dao chặt thì em chỉ lấy hai cây về thôi. Giá dao chặt thì nó cũng hơi cao. Đây hai cây. Mấy cây dao ai bóc tem em nó đó đây luôn nè, còn tem trong đây, còn chữ trong đây luôn, không biết nó ghi chữ gì trong đây nè, tiếng Nhật không. Đây đây là con dao chặt, con này thì giới thiệu thì là có thể chặt được thịt chật xương heo xương ấy luôn, nhưng mà lúc mà hôm qua em lấy mở ra thì em nghĩ xương heo này là xương ống thì không nên chặt ha. Cái đó em khuyên thật sự. Còn nếu mà mọi người muốn thử thì cứ thử sử dụng. Còn chặt xương heo hay gì thì vô tư. Còn xương ống thì mọi người nên kiếm một con dao mà dì hơn nữa. Giống như đợt em bán con dao, con dao bự cho cái anh gì đó, anh về anh chuyên chặt xương heo mà bự á. À, con này thì là hãng của nó là đem mà mở ra chợ tại vì con này đây em có cái hãng cơm bữa em đó. Con này của hãng là Sekai Genkichi. Đây là Sekai Genkichi. Này là khắc thủ công nha mọi người. Nè, khắc thủ công nè. Đó, nè. Ý, có con gì đâu. Nè mọi người thấy con dao mà của hãng đó, nó cũng có vết xước xéo xéo vậy nè. Đó. À, hồi xưa giờ em chơi dao thì cũng có nhiều người nói là dao Trung Quốc á thì nó mới có cái lỗ ở trên đây. Còn dao Nhật nó không có lỗ trên lay. Thì cái đầy eo cũng xin nói luôn là ở Nhật người ta làm rất là nhiều loại dao, và không phải là cứ dao có cái lỗ trên này là dao Trung Quốc nha mọi người. Thật sự là lúc mới em mới khi mà em mới chơi dao á thì em cũng có từng mua và em cũng có từng nhiều người cũng nói là con dao mà có cái lỗ tròn trên đây là dao Trung Quốc. Nhưng mà sau này thì em biết thì gia đình em á thì có đi ra cửa hàng á thì trời nó bán đầy con dao của Nhật cũng có cái lỗ trên đây nè. Đó thì cái đó em chia sẻ đó cho mọi người biết thêm á ha. Thì những cái thông tin này là những cái thông tin thì gia đình bên đó thì mọi người nói thì em biết thêm thôi, chứ còn ở đây thì nhiều khi mình đâu có tiếp cận được cho nên mình cũng không có dám nói gì, không có dám chắc chắn một điều gì hết nè mọi người xem ha. Này là khắc thủ công, chữ khắc thủ công rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi để em đo lưỡi con này. Thì hôm nay thì ít thôi thì nên nói giới thiệu kỹ kỹ tí xíu cái đường mặt hàng. Thì lưỡi bén con này là 17.5 và bản rộng của nó là 9cm và độ dày con này là 4 ly nha mọi người. Độ dày 4 ly. Con này là cán ốp full tan, trên này còn tem luôn, là hàng mới mà quên nữa. Con này thì chặt gà nè, gà vịt, gà nồi gì là vô tư luôn nha. Sườn heo hoặc là đuôi heo hay là gì á vô tư, cầm khá là đầm tay đã luôn mọi người. Đẹp, hàng mới lúc nào cũng đẹp á. Con này thì em chỉ có hai cây thôi, chỉ con này nó hơi nhiều tiền xíu, với lại chưa biết bán làm sao cho nên chưa biết khách hàng có chuộng hay không, thì cho nên em chỉ có lấy hai cây về bán thôi. À, em cũng chưa test nữa, nói chung là dao mới mình không có test. Hai cái lọt con này thì chưa em có tháo, với cái con thái thì em có tháo được một con á, thì em thử cắt giấy cắt này nọ thì ok. Thì thực sự ra dao mới mà cắt mấy cái đó thì rất là ngọt rồi, thì mình phải thực chiến là mình test cho đồ ăn này nọ á. Thì cái này ai mua về thử test ha, xong rồi có gì review cho em để cho em biết thêm. Để sau này nếu mà em có nhập về thêm em bán thì em cũng có thể nói cho khách hàng em biết. Thì thường chữ khắc thủ công, chữ khắc của nó rất là đẹp em á. Thì ông thường em rất thích bán dao của thủ công á.
Em rất là thích khắc mấy chữ này nè. Và với nữa là em thích giao thủ công hơn là giao công nghiệp, giao mấy cái công nghiệp á. Rồi. Con này đẹp á. Rồi, cái con dao chặt này em bán với giá là 1 triệu 8 năm chục nha. 1 triệu 8 năm chục. Em chỉ có hai cây thôi. Rồi, thì nếu ai mua hàng á thì chốt cái mã nào á, ý, quên lộn, hôm nay không có mã, chốt cái con dao nào thì mọi người nhắn tin cho em nha. Đây là con dao chặt, còn con kia là con dao thái, còn con kia con đầu tiên là con dao đề ba. Rồi, vậy thôi thì mọi người cứ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho em nói ừ chốt vậy sao đó. Rồi ok ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Và với lại mọi người xem sau khi xem á thì đừng có quên bấm nút đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo kế bên để nhận những video mới em đăng. Thì clip ngày hôm nay là clip mới, clip clip giao mới, thì có thể là 1-2 ngày sau thì em sẽ lên clip giao cũ, thì em cũng có vệ sinh được rồi, nhưng mà muốn hôm nay thì giao mới thì em chỉ đăng giao mới thôi. Thì cái để clip giao cũ thì em sẽ để đăng clip giao cũ thì để cái mã lên thì cho nó đừng có lẫn lộn với nhau. Vậy thì mọi người xem thì sẽ dễ dễ hơn. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, em kết thúc video đây nha. Em xin chào mọi người.